Em Minh xin chào. Trong video này thì em Minh có 5 cặp loa từ hàng Mỹ mới về. Em Minh tuyển lựa được mấy cái cặp loa cỏ này. Khá là đẹp các bác, phục vụ các bác chơi. Những cặp này thì các bác nghe nhạc xưa trưng bày với những chiếc đầu băng cối hay là những đầu mâm than nghe rất là hay. Thì em xin mời cả nhà mình. Thì tổng quan thì sẽ gồm có gì ạ? Một cặp loa AR, hai bánh bò, chép phím, mít bông, bốn cặp loa mắt cáo của Pioneer, trong đó thì có cặp 77 này, 8899 này, ấy và cặp CS 500G dòng xuất Mỹ. Đợt này về thì mấy cặp này á, thì bên em cũng vệ sinh sạch sẽ hết rồi, cũng làm vệ sinh sạch sẽ rồi làm đẹp hết rồi, mọi người về chỉ việc trưng bày thôi. Thì em mời cả nhà mình cùng tham quan nhé. Trước hết là cặp Pioneer CS500G. Cặp này thì đời 500 á, thì có cả bản của Nhật. Nếu mà bản của Nhật á, thì cái lưới nó lưới thường, lưới bằng bằng cước thôi. Còn đời mà xuất sang Mỹ này thì nó là mắt cáo này. Đó. Nó là mắt cáo nha mọi người. Một bát 25, một loa mids 12 và một loa chép có màng FP. Đấy, có cấu selector chỉnh này. Cặp này nghe nhạc vàng rất là hay nhá mọi người. Nó kiểu mộc mạc ấy. Mid lại rất là rõ nữa. Cái này những cái dòng loa cỏ này thì nó thể hiện cái dải mid, dải cao. Đặc biệt là dải mid nó rất là mộc mạc. Mid này mid 12. Mid này hình như là trùng đời với nhiều dòng loa lớn đó. Đấy, FP này. Và cặp này thì đúng là hàng từ Mỹ về. Cái chép này nó mủn viền nhá. Mình chơi thì mình cứ để vậy thôi, nó không ảnh hưởng gì đâu. Cặp này thì em cũng chia sẻ với các bác. Cặp này thì thật sự là giá thì em cũng nắm. Thông thường các shop đang bán khoảng 12 năm. Cũng cách đây mấy hôm em thấy có người bán 12 năm, 13 cũng có. Nên cặp này mình về giá cũng dễ chịu. Nó có bị hơi bị cấn xíu đây này, do vận chuyển. Nhìn kỹ mới thấy à. Đó, nhìn kỹ mới thấy này. Còn lại là ok hết. Em giao lưu với các bác là 6 triệu 8 thôi. Về các bác vừa nghe vừa trưng. Cặp này thật sự là nghe rất là hay. Bát 25. Lòng vàng. Đấy. Rồi tiếp theo là cặp Pioneer CS77. Thủng gỗ lạng này. Đấy. Ba cái cặp 77, 88, 99 này á, thì nó rất là đẹp, nó rất là mộc. Đấy. Pioneer CS77. Đấy. Dòng này độ nhạy cao, các bác có thể đánh với nhiều dòng âm ly nhá. Đầu một bát 30, một mid lớn 12, một là chép còi, tiếng loa đẹp. Cặp này các bác giao lưu với các bác là 9 triệu đồng ạ. À. Pioneer CS77, 9 triệu đồng. Cặp Pioneer tiếp đến là Pioneer CS88, cũng rất là đẹp. Mắt cáo này. Cặp này thì cấu hình thùng kích thước thì nó y chang như cái thằng 77 này, nhưng mà nó được làm thêm nhiều driver hơn. Cũng bát 30 này. Một loa mid 12. Thêm hai con chép giấy, một họng chép còi. Pioneer CS 88 này thì em đang có mức giá chỉ 10 triệu 500 nha các bác. Các bác nếu mà muốn so sánh giá, check giá thì các bác check giá 2024 giúp em ha. Còn nguyên bụi, cái này thì sẽ vệ sinh bụi cho mọi người. Thùng thì bên em đã được, bên em làm đẹp rồi. Tiếp theo là CS99 này. CS99 thì khủng hơn. CS99 thì cấu hình sử dụng là bát 40. Con này lưu ý cho em là cặp này của em về là cái viền loa này nó còn mềm lắm nhá.
nên là đánh sẽ là ra bát rất là ok. Loa mic 12, một họng còi lớn này. Đấy, một loa chép giấy này, hai siêu chép này. Nãy em vệ sinh cái cặp này á thì thấy rằng cái bát nó còn rất là mềm. Đó. Rất là mềm. Loa thì đều màu. CS99 này thì em có mức giá chỉ 13 triệu 800. Đây các bác. Rất là đẹp. Rồi cặp loa cuối cùng là Pioneer, à xin lỗi, AR2 bánh bò. Cặp này trước hết là e căng. Còn đầy đủ tem zin. À, e căng đây. Còn rất là căng đẹp nhá, không bị rách, không bị sờn. Cặp này á thì các bác biết rồi, nó là dòng loa siêu tầm. Nên là mình sẽ có những cái điểm mình đánh giá. Thế trước hết là e căng. Thứ hai là thùng, sau đó tuyến loa. Đây tuyến loa đây ạ. Tuyến loa thì đồng màu, không có bị lệch màu. Chép phím này, mít bông này. Bên này cũng vậy, thùng loa nó rất là đẹp. Nói chung cặp này cái series nó cũng gần nhau nên nó rất là đẹp. Mặt thì mặt gỗ cây ha. Đấy, bên này dưới cũng vậy này, mặt gỗ cây. Cặp này á thì em về em còn giữ nguyên mộc, không có chưa có spa, không có trà chiết gì cả, tại vì cặp này mình về mình thấy nó còn đẹp, mình giữ dành cho những bác sưu tầm. Còn nếu bác nào muốn đẹp mà muốn spa góc cạnh màu mè và cho đẹp á, thì em cũng bên em vẫn sẽ hỗ trợ nha. Đấy đít cây này. Đó. Trên này cũng vậy. Đó. Cặp này thì hôm trước em cũng đã test rất là kỹ rồi, cũng đã có giới thiệu rồi. Thì hôm nay cuối tuần em mà bớt 500 giao lưu với mọi người. Cặp này em để cho mọi người là 17 triệu nhá. Hôm bữa là 17 năm. Thì cũng có bác trả em 17 nhưng mà hôm bữa thì thật sự là em không thể bán được. Hôm nay cuối tuần về thì cũng có một số món mới nên là em sẽ để cho các bác giá là 17 17 triệu dành cho cặp AR bánh bò 2 này. Em dừng video. Đấy, bác nào có nhu cầu chơi ủng hộ cho em mình thì vui lòng liên hệ cho em theo số điện thoại trên bài đăng. Em xin dừng video. Cảm ơn mọi người.